Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 5 năm 2023, cộng đồng mạng dậy sóng với hình ảnh một vị khách người nước ngoài ngồi trên tấm bia có khắc hình Quốc Huy và thông tin điểm cột cờ Lũng Cú, được cho là chụp tại điểm cột cờ Lũng Cú, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang đã đề nghị xử lý những hoạt động phản cảm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch tỉnh. Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang đã đề nghị các cơ quan chức năng, các ngành, các cấp có liên quan tiến hành xác minh hình ảnh vị khách nước ngoài ngồi trên tấm bia đá có khắc hình Quốc Huy này, cũng như đơn vị tổ chức và người dân dẫn đoàn để có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Được biết, trong thời gian qua tại địa bàn tỉnh Hà Giang liên tiếp xảy ra một số hoạt động kinh doanh du lịch dịch vụ không phép, nhất là hoạt động lữ hành, hoạt động vận chuyển khách du lịch, hướng dẫn viên du lịch. Điều này gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của tỉnh Hà Giang nói chung và ngành du lịch nói riêng. Đơn cử như việc cho khách du lịch nhảy thác tại thác nước thuộc xã Du Già, ra khách du lịch ăn mặc phản cảm tại một số nơi linh thiêng, tôn nghiêm như tại khu di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà Vương, điểm cao 468.